Good morning, children. How are you today? Now we continue Unit 4, Lesson 2, page 29. Take out your same book. Today we study about some sentences. What? Gì, môn gì trong bài này? What do we have on Monday? Chúng ta có môn học gì vào ngày thứ hai? We have English. Để trả lời cho cái chữ what, đây là cái câu hỏi WH question, thì chúng ta phải trả lời ra. Ví dụ nó hỏi cái gì trong bài này là môn gì, thì mấy bạn phải trả lời cho người ta được cái môn. Ví dụ mình học. Còn cái câu mà yes no question thì mình chỉ có trả lời là yes hoặc là no thôi. When, khi nào? When do we have PE? Khi nào thì chúng ta học môn thể dục? Thì mình phải trả lời được cái thời gian vào ngày thứ mấy. We have PE on Thursday. These are our PE bags. Đây là những cái túi sách học môn thể dục của chúng tôi hoặc là của chúng ta. You can wear their clothes. Các em có thể mặc đồ của họ. Thì này, cô đã giảng trong bài trước rồi. Các bạn ghi cái mẫu câu này vào và chúng ta ghi nhớ những cái chữ mà bắt đầu của câu hỏi để mình biết ha. Mình phải cần phải phân biệt, như nãy cô nói, WH question là những chữ bắt đầu bằng chữ what, when, who, which. Yes, no question, do, does, is, are, did. Sau này mình sẽ làm quen thêm. Thì mình học tới đâu cô nói, nếu mà những bạn nào khá giỏi thì cô ghi nhớ nha. Để mình không có, sau này mà mình sẽ đặt câu hỏi thì mình sẽ biết cách trả lời, và người ta hỏi mình cũng sẽ biết cách trả lời. For example, what do we have on Monday? Look at the timetable here. Đây là cái thời gian thời khóa biểu các bạn học. We have English. Mình có thể thấy trong tất cả cái cột này, người ta cho ví dụ là học môn Anh văn 3 tiết luôn ha. When do we have PE? Thì các bạn nhìn thấy vào cột ngày thứ 5, Thursday. We have PE on Thursday. Ok. Listen and say part 2 in your same book. Nghe và nói. Now you will listen to the recorder twice. Listening 41. Listen and say. What do we have on Monday? We have English. When do we have PE? We have PE on Thursday. These are our PE bags. You can wear their clothes. All right. Thì các bạn thấy chữ our của chúng tôi, của chúng ta. Their của họ, của chúng nó. Now listen again. Listening 41. Listen and say. What do we have on Monday? We have English. When do we have PE? We have PE on Thursday. These are our PE bags. You can wear their clothes. Rồi, sau khi mình nghe xong, mình nhớ mình luyện đọc lại bốn cái câu này nha các bạn. Câu đầu tiên thì gồm hai câu, câu hỏi và câu trả lời. Bức tranh thứ hai cũng vậy, hai câu. Cố gắng mình đọc lại để mình rèn kỹ năng nói. Now
we move to part 3, look and say. Nhìn và nói, nhìn vào cái gì? Nhìn vào cái thời khóa biểu ở đây. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Vào 9 giờ có môn gì? Thì trong lớp mình sẽ làm việc theo cặp như mấy tiết trước cô cũng nói các bạn đó. Nhưng mà vì mấy con đang học ở nhà thì các bạn có thể làm việc với lại ba mẹ, anh chị em, người nào mà kèm các bạn học tiếng Anh. Mà nếu không có, mấy con phải cố gắng mình tự mình luyện luôn. For example, I ask, what do we have on Tuesday? B, answer, we have English. For example, when do we have math? For example, look at here, when do we have math? We have math on Monday. Các bạn ghi nhớ cho cô hai cái cụm chữ hồi nãy cô giảng rồi nha. What thì trả lời ra môn gì, when là trả lời được khi nào, thời gian nào, thứ mấy, để mình làm việc theo cái cặp. Mình nhìn từ thứ hai đến thứ năm, cô ví dụ lại với lại cái khung câu thứ hai nha các bạn nha. What do we have on Monday? We have math. When do we have math? We have math on Monday. Rồi các bạn làm tương tự từ Tuesday cho đến Thursday. Part 4, write, viết our or their. Our là chỉ vào hai người đang giới thiệu cái gì đó của hai người đó. Our nghĩa tiếng Việt cô nhắc lại của chúng tôi hoặc của chúng ta. Their của họ, của chúng nó. Thì các bạn có thể thấy their là mình chỉ vô một nhóm người ở xa, một nhóm từ hai người trở lên. Our là chỉ bản thân hai hoặc là nhiều người nào đó. Ok. When you finish, we check the answer. Các bạn làm bằng bút mực cho cô nha. Ok, các bạn làm. Cô chừa các bạn 5 giây sau đó sửa luôn. Now we check the answer. All right, are you correct? Yes, good. Okay, goodbye. See you again. Have fun.